Kinh siêu thị Xóm Tám chào cô chú chị. Hôm nay thì Kinh giới thiệu miếng đất nằm ở ấp Hòa Lợi, xã Thành Lộc. Thì miếng đất này nằm ở gần quốc lộ 80 ha. Thì tiếp theo Kinh sẽ cho cô chú anh chị xem cái hình ảnh thực tế. Tiếp theo thì mình xem cái hình ảnh tổng thể của miếng nền. Miếng nền thì có mặt tiền hơn 19m, hậu là 30m. Từ vị trí nền mà ra tới bến đò Kinh 6 qua quốc lộ 80 là 584m. Còn từ nền tới ủy ban xã Thành Lộc là 4 cây mốt. Còn tới đường Xuyên Á mà gần khu công nghiệp Thành Lộc là 8 cây rưỡi số. Tiếp theo thì mình xem cái hình ảnh thực tế. Hướng này thì ra bến đò. Hiện tại con lộ trước nền là con lộ nhựa ha. Khu vực này thì đang phát triển theo từng ngày. Hướng này thì ra ủy ban xã Thành Lộc. Thì cô chú anh chị cũng biết ha, ai ở Kiên Giang thì cũng biết, ở bên khu công nghiệp Thành Lộc thì rất là phát triển. Rồi đặc biệt thì cái con đường này nó nối giữa quốc lộ 80 với khu công nghiệp á, thì nó cũng đang rất là sốt ha. Nền này thì ranh giới rõ ràng, tại vì chủ đất rất là kỹ, là xây cái ranh là có xây cái bờ tường luôn ha. Còn đây là cái mí ranh bên đây, chạy thẳng dài ra phía sau. Hiện tại là trên miếng nền có một cái căn nhà nó cũng xuống cấp rồi. Cái phần nhà này thì theo Kinh nghĩ là không có sử dụng được. Khi mình mua thì mình đạp, mình lấy cái phần bê tông này làm nền luôn. Ở đây thì điện nước đầy đủ, nước máy, có nước máy. Nói chung chủ miếng nền này nè, là cải tạo cái nền này rất là tâm huyết ha, bơm cát rất là cao. Thậm chí chủ đất cũng có đi xin giấy xác nhận quy hoạch luôn ha. Cái phần nền là cao hơn cái nền cặp bên là hơn 1m. Lúc trước thì chủ định xây cái nền này là cái nền này để làm nhà vườn, nhưng mà do công việc nó không cho phép nên chủ sang lại. Khi mà cô chú anh chị nào đi xem miếng nền này sẽ ưng ý ngay. Ở đây thì cũng có bà tường, do cỏ nó mọc bích thì nhìn không rõ ha. Cái nền này á thì nó có một trăm ba mươi một mét vuông thổ cư, đất trồng cây lâu năm là 810 mét vuông, phần còn lại là đất lúa. Với cái nền này á, thì cái phần mặt tiền thì nó 19,5 m, nhưng mà khi mà mình vô 29 mét á thì nó có nở hậu ra thêm là 4,3 m nữa, rồi tới khúc cuối cùng á là nó ra là 30 mét cái phần hậu nha. Nó nở từ cái khúc mà cái chòi thiết này nè dài ra phía sau.
Một lát nữa kinh sẽ quay ở phía sau để cho cô chú anh chị thấy là cái phần nền nó cao chênh lệch nhau cỡ nào ha. Cái phần cao này thì mình có thể xây nhà, xây biệt thự. Rồi cái phần ở phía sau thì mình có thể trồng trồng rau, trồng cây rồi nuôi cá rồi ha. Rất là đẹp. Ở đây thì rất là yên tĩnh. Với ở đây thì nói chung là trình độ dân trí cũng cao nên không có mấy cái chuyện lu bu ha. Với đây thì người dân tập trung vô làm ăn nên mình ở mà khu vực nào như vậy thì nó cũng thoải mái một chút. Còn cái hướng này thì ra chợ Cầu Móng. Đây để cho cô chú anh chị xem cái nền nó chênh lệch nhau nè. Ở đây thì mình có thể làm bậc thang đi xuống ha. Tới đó nhìn rất là đẹp. Còn đây là cái mí ganh bên đây thẳng dài ra phía sau. Nền này nói chung là chỉ còn có thiếu là xây cái hàng rào thôi. Nếu mà xây hàng rào lên là rất là đẹp, với nó kín đáo ha. Thì chủ cũng đã có chừa mà mấy cái gâu á, để sau này mình xây cái hàng rào phía sau thì mình bắt cái gâu này luôn ha, thì nó liền nhau. Ở phía sau này á, thì có một cái đìa, thì chỗ này mình thả cá dưới ha, rồi mình có thể cất một cái chòi, rồi bắt cây cầu ra cái chòi đó thì chiều ra hóng gió thì nó cũng thoải mái đầu óc ha, hoặc là ra ăn uống cũng được. Còn trên này thì mình có thể trồng cây. Giá của miếng nền này thì 1 tỷ 2 cho 1.000 mét vuông, giá thì có thương lượng ha. Để bớt cho cô chú anh chị cái tiền làm giấy tờ với tiền làm hàng rào. Chủ bán cái miếng nền này thì cũng cũng rất là tiếc, nhưng mà tại vì không có hợp nhu cầu nên sang lại. Rồi cô chú anh chị nào ưng á, thì liên hệ số điện thoại hiện ở trên màn hình. Ngoài ra thì kinh còn rất nhiều đất nền, ruộng, rồi nhà ha, khu vực Châu Thành, An Biên, gạch sỏi, gạch giá. Rồi cô chú anh chị nào trong quá trình làm ăn mà có kẹt vốn á, có sổ hồng, sổ đỏ hoặc là ô tô á, thì bên kinh cũng hỗ trợ luôn ha, lãi suất rất là thấp, công chứng rõ ràng. Rồi cô chú anh chị nào mà muốn nhờ kinh tìm đất tìm nhà ở đâu thì cũng liên hệ ha, hoặc là cô chú anh chị có cái đất nhà hoặc là ruộng gì muốn bán á, mà muốn nhờ kinh thì kinh cũng đi nhận bán giùm luôn ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.